đến dự buổi lễ hôm nay. Sau gần 40 năm gắn bó với phong trào đờn ca tài tử ở tỉnh nhà, từ anh nhạc công chập chững vào nghề với đội văn nghệ xã Cẩm Sơn thời kỳ mới giải phóng từ năm 75 đến 77, rồi sau cộng tác viên thường xuyên ở trung tâm văn hóa huyện Mỏ Cày với các chương trình là văn nghệ quần chúng, rồi đến trung tâm văn hóa của tỉnh Bến Tre, rồi đến đài phát thanh truyền hình. Hôm nay qua sự cống hiến thời gian qua, vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, tôi rất vui sướng và hạnh phúc. Trong cái vinh quang này, cái hạnh phúc này, thì trong đó ngoài một phần là phấn đấu trong nghề, luôn học hỏi những bậc cha chú đàn anh đi trước, đang về truyền lại cho thế hệ mai sau. Cái lớp sơ cấp đờn ca tài tử đầu tiên năm 2003 tổ chức tại Nghệ An, đến bây giờ đã có kết quả cũng tương đối khả quan. Trong đó cũng có hơn 20 em, hiện đây cũng có, cũng nhắc luôn, có cái em Trần Thị Cẩm Loan, vừa là cháu mà vừa là học viên, cũng đã đạt thành tích là huy chương vàng cấp khu vực, cấp thành, cấp toàn quốc. Cái đó là niềm vui của người mà truyền dạy. Hai nữa là còn cái sự đóng góp của tất cả các bạn hội viên trong câu lạc bộ ở huyện, ở tỉnh. Mỗi lần có trung tâm tỉnh có yêu cầu, anh em phối hợp đi biểu diễn, thường thường mang về thành tích cao cho tỉnh nhà. Nhận được danh hiệu này, sau này tôi sẽ cùng các bạn, nhất là ngành văn hóa thông tin, tạo điều kiện để mình đóng góp một phần nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử mà UNESCO đã công nhận. Dạ, xin chân thành cảm ơn tất cả quý lãnh đạo, các ban ngành cùng tất cả quý vị có mặt hôm nay, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, xin hết. Kính thưa quý vị đại biểu, chương trình trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.